Chào các bạn đã đến với Luyện Chữ Đẹp Cần Dụt. Và ở video ngày hôm nay thì Luyện Chữ Đẹp Cần Dụt sẽ giới thiệu với các em học sinh và các bạn yêu chữ một số sản phẩm văn phòng phẩm rất là xinh xắn. Đầu tiên đó là hộp bút 2 tầng. Hộp bút này dùng cho những cái bạn mà thích sưu tầm bút máy á. Mình muốn lưu giữ thật nhiều loại bút và trên 36 cây bút khác nhau thì mình sẽ bỏ gọn trong cái hộp bút 2 tầng. Hiện nay thì hộp bút 2 tầng mình sẽ có hai màu, đó là màu xanh đậm dành cho các bạn nam nè, và màu hồng đậm thì dành cho các bạn nữ. Ở bên ngoài mình nhìn vào thì giống như là một cái vali nhỏ vậy đó, rất là gọn nhưng mà đựng được rất là nhiều bút nha. Bây giờ chúng ta sẽ xem bên trong. Bên trong mình đã có cái hai tầng này nè, đây tầng thứ nhất nè, tầng thứ hai. Ở tầng thứ nhất này thì các em học sinh chúng ta có thể đựng thước nè, cái thước dài khoảng 20-25cm thì mình có thể bỏ vào vừa. Gom nè, bút dạ quang, bút chì ở cái ngăn bên trái. Bên đây thì chúng ta sẽ đựng viết, các loại viết, khoảng 12 cây bút luôn. Đây là ngăn thứ hai. Các bạn thấy là khi mình giữ viết á, trong cái hộp bút 2 tầng á, thì viết nó sẽ nằm chặt trong cái đoạn cái dây thun này nè. Khi mình di chuyển hoặc là rớt cái hộp viết hay rớt cặp á, thì bút nó cũng không có bị sợ bị hư nữa. Đây là cái cách bảo quản bút. Và chúng ta sẽ tránh cái tình trạng là sốc viết. Khi mình bỏ nhiều cây bút vào trong một cái hộp á, cây này nó va chạm với cây kia thì nó sẽ bị trầy, hoặc là nắp bút nó sẽ rớt ra làm văng mực hư ngòi. Riêng cái hộp bút 2 tầng này sẽ lưu giữ cái mẫu bút này chặt ở đây, và mình sẽ lưu giữ rất là nhiều bút. Khi mình sưu tập á, thì mình sẽ có nguyên cái bộ bút luôn. Thì mở ra thì trong cái bộ sưu tập, đây là cái hộp bút dành cho những cái bạn mà có thật là nhiều bút và thích sưu tầm. Khoảng 36 cây bút thì có thể bỏ được trong cái hộp bút 2 tầng này. Đây là màu hồng nha, đây là màu xanh đậm. Ngoài cái hộp bút 2 tầng này thì mình có một số cái mẫu hộp bút dành cho các em nữ, học sinh nữ á, thích màu hồng, màu xanh nè, rất là dễ thương. Những hộp bút này thì gọn nhẹ thôi, chúng ta để đi học và đựng các dụng cụ học tập. Sẽ quay từng mẫu cho các em xem nha. Bé nào thích mẫu nào thì cứ mình chụp lại màn hình á, cái mẫu đó gửi đường link qua Zalo Luyện Chữ Đẹp Cần Dụt, mình sẽ giữ mẫu đó cho các bạn. Ở đây mình sẽ chọn những cái mẫu rất là xinh xinh. Màu xanh nè. Đây mẫu màu hồng nè. Ở đây mình mở được bên trong nữa nè. Rồi, đây chúng ta sẽ có cái mẫu màu hồng, hình áng mây rất là đẹp. Đây là mẫu con thỏ nè, màu xanh. Đó là một số mẫu bút. Ngoài ra thì mình có một số mẫu dạng nó gọn nhẹ hơn. Đây là mẫu bút chì dành cho các học sinh mẫu giáo mình thích bỏ viết á, vừa viết vừa chơi, mẫu bút chì nè. Đây, đây là mẫu trái dưa, mẫu trái cam nè, số mẫu bút hộp bút. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái này là đồ cắm bút nha. Bút mình sẽ cắm vào đây, rất là dễ thương. Đây là hình cọp nè, mình cắm cánh viết vào để trong góc học tập á. Cái hộp cắm bút này 20-25 ngàn tùy mẫu thôi. Đây là thước nè, thước kẻ dành cho các em học sinh. Ở đây mình rất là thích sưu tập màu hồng, tại chủ yếu học sinh là các bé gái á, các em thích màu hồng lắm nên mình mua rất là nhiều màu hồng cho các em. Còn đây là cái kem thước cho các bé trai nè. Đây là gươm nè, gươm trái cây nè. Đây là gươm thôi nha các bạn, gươm hình kiểu dáng rất là đẹp. Đây là gươm hình đôi dép nè, 5.000 một set như vậy. Gươm rất là sạch luôn, nhưng mà vừa gươm vừa chơi được luôn. Gấu nè, đây cũng màu hồng luôn. Cho các bạn xem rất là đẹp. Sưu tập rất là nhiều mẫu văn phòng phẩm cho các em. Còn cái này các em có biết này là bút gì không? Đây là bút dạ quang đó. Bút dạ quang có rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Đây là hình cá heo nè, hình cái núm nè,
Cúc tuyết dạ quang một set này có nhiều màu nè, màu tím, màu cam, màu xanh dạ, màu xanh biển, xanh lam, màu hồng luôn. Cái này khoảng 20 mấy ngàn thôi, rất là rẻ. Còn đây là set đội bộ tóc cho các em gái. Nhân dịp 8 tháng 3 thì những cái đơn hàng trong những cái ngày gần 8 tháng 3 thì mình chuẩn bị những cái set quà rất là dễ thương cho các bạn nữ nè. Những cái đơn hàng gửi đi của shop Luyện Chữ Đẹp á, thì sẽ dành tặng cho các bạn nữ á, một cái set buộc tóc rất là đẹp, một cái buộc tóc xinh xinh như là quà 8 tháng 3 mà shop dành cho các bạn nha. Còn các bạn nam thì mình sẽ dành những cái phần quà khác. Riêng những bạn nữ thì mình vừa tặng quà 8 tháng 3 vừa tặng quà tri ân luôn cho các bạn. Trong suốt thời gian qua, đặc biệt là các em học sinh á, luôn tham gia và theo dõi kênh Luyện Chữ Đẹp Cần Giuộc. Đồ tóc rất là xinh. Đây nữa, sưu tầm rất là nhiều đồ tóc. Cái đồ tóc này thì mình chủ yếu là để tặng thôi chứ không có bán gì hết á. Tặng cho các em học sinh nữ á. Học sinh nam thì có những cái phần quà khác. Là xinh nha. Các em cứ đăng ký mua những cái sản phẩm bất kỳ nào của Luyện Chữ Đẹp Cần Giuộc thì mình sẽ tặng kèm một cái đồ buộc tóc. Thì mới sưu tầm về luôn. Cái đơn hàng sau ngày hôm nay của các bạn nữ mình đều tặng quà hết nha. Rồi, và bên đây chúng ta sẽ thêm một số mẫu nữa. Cái này là bút chì luôn đó các em. Bút chì mà nhìn nó lạ ghê ha. Bút chì ngôi sao. Bút chì hình ngôi sao. Đây, bút chì hình ngôi sao. Đây là bút chì hồ lô nè. Đây là gom son môi. Gom son môi, những cái bạn nữ mà lúc trước có mua sản phẩm của Luyện Chữ Đẹp Cần Giuộc, mình cũng có tặng kèm một cái gom son môi trong cái đơn á. Đây là xinh xắn, nhiều màu cho các bạn. Đây là gom son môi. Rồi, chúng ta sẽ xem tiếp số sản phẩm nữa. Đây là giấy hoa nha, hôm nay mình về rất là nhiều mẫu giấy hoa khác nhau luôn. Sắp giấy hoa luôn. Giấy hoa thì một ngày một tờ. Các bạn đã mua nhiều sản phẩm mình cũng có tặng kèm giấy hoa luôn, rất là nhiều mẫu khác nhau. Còn phía dưới giấy hoa đây là cuốn nhật ký Luyện Chữ Đẹp nè. Nhật ký Luyện Chữ Đẹp thì sẽ có giá là 70 ngàn một quyển nha các bạn. 100 trang giấy hoa luôn, mình mở cho các bạn xem nè. Nó đẹp khi mình viết bài, mình lưu giữ bài ở đây thì rất là đẹp. Phía sau rồi có cái bảng chữ hoa để mình luyện tập theo. Giấy rất là dày và đẹp, 70 ngàn mà có được cuốn quyển luyện chữ tiệp rất là to này nè. Mình viết bài, mình lưu giữ thành một cuốn luôn, tránh mình viết rời rời á, thì nó sẽ bị lạc bài. Chúng ta vừa tìm hiểu một số sản phẩm và phần phẩm của shop Luyện Chữ Đẹp Cần Giuộc. Ngoài ra thì Luyện Chữ Đẹp Cần Giuộc vừa nhập thêm một số mẫu bút lá tre mới. Thì mình đang trong thời gian test bút, thử bút để chuẩn bị ra mắt những video mới nhất cho các bạn. Giới thiệu nhiều hơn cho các em học sinh những mẫu bút thật là đẹp để phục vụ cho việc luyện chữ. Các bạn nhớ subscribe kênh Luyện Chữ Đẹp Cần Giuộc để tiếp tục theo dõi những sản phẩm mới nhất của Luyện Chữ Đẹp Cần Giuộc nha. Xin chào tất cả các bạn.